Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ở gần nhà của hai anh em của người dân tộc của anh chị. Hôm nay mục đích của mình là quay trở lại thăm hai anh em người dân tộc. Nhưng mà hôm nay trên đường mình đi gần tới nhà của hai anh em người dân tộc, vô tình mình gặp được một lễ làm đám rất là lớn. Đây là kêu bằng chiếc thuyền Bát Nhã các bạn. Hồi nãy mình đi gần tới đây, mình cảm thấy có hiện tượng giống như cái đám ma, nhưng mà mình có hỏi thăm bà con á, rồi mình mới ngừng lại mình ghi hình. Chứ thật sự mình gặp đám ma là mình chạy các bạn, mình không có dám ở lại. Sao bữa nay hên dữ rồi ta? Chiếc thuyền Bát Nhã mình nghe nói là một năm á là thả một lần các bạn, là ở địa phương nào cũng vậy. Lần đầu mình mới thấy và chứng kiến, và mình sẽ ghi hình cho quý anh chị xem trực tiếp nha. Thuyền Bát Nhã này là tượng trưng đưa vong xuống dưới sông các bạn. Chắc có thể là ở gần đây có một ngôi miếu họ tổ chức hàng năm các bạn, cũng như là đến lễ cúng bà xong rồi bắt đầu họ sẽ làm một chiếc thuyền này. Chắc có thể là trước, chắc có thể là một tháng trước các bạn, để đó các bạn thấy không, làm hình nhân đó là các vị thầy Bồ Lô Ban họ làm. Có nhiều hình nhân ở trên chiếc thuyền cả nhà thấy không? Trong đó là họ cúng đầu heo với anh chị, và tôm, và tép, và trứng gà. Cho xuống để cho
Linh con mời à, mà linh con mời bữa nay là lễ ở đây tống cao à, mà ra tay à, miễu cổ hỷ à, bà này à. Trong giờ lành à, giờ tốt rồi để giờ thiên giờ đây à, mà giờ nọ mười à, hai à, trong giờ lành à. Bà độ cho thuyền của bà có hủy gia trải 36 thuyền đạo bên đưa thuyền ra khơi ngoài khơi ngoài biển được giữ bình an được diễn dàng hai cầu xin bà hủy tài nhận lễ chứng minh
lên cho con để mà nhảy lên cực này ở lại qua ương đăng câu đó chờ 15 phút nữa đến 12 giờ trưa họ mới thả chiếc thuyền này xuống phía dưới sông đó chị. Ok cả nhà, mình đi tới ngôi nhà của hai anh em người Khmer rồi các bạn. Hôm nay đi trên đường gió nó thổi cái bằng khủng khiếp luôn, đầu tóc bù xù quá trời luôn các bạn. Thì hồi nãy mình có ghi hình cái khúc mà
trước thuyền Tống Quái á, họ làm một cái lễ rất là long trọng ha cả nhà. Rồi họ chờ tới 12 giờ trưa họ mới thả chiếc thuyền đó xuống dưới sông các bạn, dưới kinh. Rồi mình chờ không có được, bởi vì còn tới 15 phút nữa. Thì bây giờ mình tranh thủ đến ngôi nhà của hai anh em người Khmer để mình tặng quà, món quà của chị Mai ở Hà Nội gửi. Nãy giờ mình ngồi ở đây, mình thấy trong ngôi nhà của hai anh em người dân tộc dáng vẻ hình như là họ không có ở trong nhà các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào nhà của hai anh em người dân tộc. Mình cảm thấy hôm nay rất là sạch sẽ và thoáng mát. Mình cảm thấy miếng giường của cô Tư hôm nay rất là sạch sẽ, và ngôi nhà mình nhìn vào cũng thoáng mát, và khung viên mộ của gia đình của cô cũng sạch sẽ luôn. Đợt rồi mình có nghe cô Tư nói tới mùa khô này, tới tháng khô này nè cả nhà, cô Tư sẽ mướn cô Ba móc cái ao này lên để chờ tới cái tháng mà họ làm lúa làm ruộng đó, rồi cá nó vào, rồi hai anh em người dân tộc có thể là câu lên bán hay là ăn cũng có sống. Rồi những cái cây này mình cảm thấy chắc có thể là cô Tư kêu hai anh em người dân tộc mới ruộng các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vào cái ngôi nhà của hai anh em người dân tộc để kiểm tra và khảo sát cái nền của họ có làm cao ráo chưa. Nếu mà ok thì chắc có thể là nửa tháng hay là một tháng nữa chờ ruộng cho nó khô đó các bạn, rồi mình kêu thợ đến đây để làm. Nhưng mà mình nghe nói là nền này á bề ngang 4,5 m, dài 6 m, là thợ họ ăn khoảng cỡ 17 triệu quý anh chị. Được rồi, có một anh ở bên Mỹ tài trợ là bằng số tiền $500. $500 thì đổi ra tiền Việt á thay mình đón được 12 triệu, có thể là nhích một tí. Và tới đó mình có thể là mình xin ông anh mà tài trợ á, nếu đủ mình sẽ làm với anh chị. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào cái ngôi nhà này để khảo sát ha. Em trong nhà ấy, Kiệt. Kiệt ơi. Kiệt ơi, Kiệt. Em có ở trong nhà không? Mà anh nghe rụt rẹt quá trời vậy. Nền này mình cảm thấy hai anh em họ đắp cao ráo. Gió gì mà nghe gục gẹt quá trời ta. Kiệt ơi. Trời ơi, trong nhà không ngủ mà đi ra ngoài dọn qua bên ngôi nhà cũ của cô Tư ngủ cả nhà.
rồi mùng chiếu đồ bữa nay đâu mất tiêu chưa rồi. Coi hai anh em sáng ăn gì ta. Ăn này không rửa luôn. Mì tôm. Chắc có thể là cô Tư mới xuống ngôi nhà này chắc không quá 3 ngày các bạn. Cô Tư có đem trái cây xuống nè. Chắc có thể hai anh em người dân tộc đi bắt cua hay là bắt cá gì rồi cả nhà. Hay là họ đi nhậu không chừng. Nhậu là lý do kiểu như ngày xưa người cha của em Kiệt á, và nói chung là hai anh em của họ là bị người cha lôi ra cái lúc mà hai anh em của họ còn nhỏ đó cả nhà, lôi ra rồi nhậu chung với người cha, thành ra hai người con bị nghiện. Bởi vậy con Kiến lớn lên là mình không có dạy dỗ thì thôi, vậy mà chôn uống rượu chi không biết. Mô Phật, mô Phật. Ở bên Bắc Hồ nữa ta. Chén bát rồi những cái đồ mà họ ăn uống rồi họ bỏ vô đây nè cả nhà. Chắc có thể họ để ngoài bị gió bay hay sao. Rồi ban đêm họ đút nhang đây chơi vậy trời. Thường thường mình vào là mình thấy chiếu mùng mà ta. Không lẽ tháng này không có mũi. Chắc có thể gió quá rồi bắt đầu họ dẹp mùng mền rồi cả nhà. Để mình coi đây là gì. Gạo. Chắc có thể là cô Tư cho. Rồi bầu bí. Muối, bột ngọt. Để mình coi cái keo này là keo gì ha. Me. Rồi dân nó giống vậy nằm nè. Trời ơi. Dây sao mà thấy đơn giản quá vậy ta. Thiệt ơi. Coi nồi cơm của họ. Nóng cách này mấy ngày. Trời ơi, trong cái bếp mà có đốt nhang nữa. Rồi nồi cơm mới nấu các bạn ơi. Ăn no rồi đi chơi chứ đâu. Rồi, dính lọ luôn.
để mình tiến hành đi vào ngôi nhà của em trai, kiểm tra coi ở trong phòng coi như thế nào nha cả nhà. Anh em muốn xịt tên rồi chứng dịch đầy đủ nè, dịch chắc có thể là mua về ăn cơm hay sao đây. Nhà này có ghét đàn dông nè các bạn. Vô không được trời. Kiều ơi, em có ngủ nhà không vậy? Cái nền này bị ngang 4,5 m nè các bạn. Cái nền này phải làm mới được, không làm sau này nó mục cái chân sớm. Gì kỳ vậy trời. Cả nhà thấy lạ không? Hồi nãy mình đi vào được, mình quay sơ sơ mình tính đi vào, nhưng mà mình mới vào cái phòng trước thôi, cửa còn mở tắt quét, mà bây giờ thì đóng lại cứ ngắt mới ghê chứ. Em có ở trong nhà này hay không Kiệt? Hả? Cái kỳ á. Còn cửa dưới thì mở. Dạ trời. Ôi má ơi. Gì vậy? Tiếng nổ kêu bằng kinh hoàng luôn các bạn ơi, mà mình không biết là ai làm cho nổ. Dữ ghê trời. Cho nhắc lại, nhà này có hương linh nào hay không? Mà mới dọ cho chúng tôi chạy một cái kêu bằng tá quả vậy. Hả? Ôi ôi. Rồi muỗng hai cha nội nó ăn là dục đây luôn. Có ai ở trong nhà này không? Mà nghe tiếng nổ ghê vậy. Mình thấy một bóng. Bởi vậy nha. Nhà bà bỏ lâu quá, không chịu ở mà. Cất nhà không chịu ở. Tối ngủ bên kia. Để ma quỷ vô nhà ở luôn rồi. Mình đến cái ngôi nhà này mình ở lâu chưa? Hả? Ở lâu chưa? Ngôi nhà của người ta mới cất khang trang đẹp sạch sẽ.
chỉ còn làm cái nền nữa là ok rồi. Rồi chim bay thằng vậy. Thôi nó nghe nè, ở kế bên đây có một ngôi chùa, mình đi về chùa mình tu đi, mình không nên vô nhà bỏ quen. Bên đây có một ngôi chùa nè cả nhà, nó là chim bồ câu hay gì ta. Rồi, rồi quá đẹp luôn. Mình nói thiệt, ở đây có một ngôi chùa mà họ không chịu vô chùa họ tu mới ghê chứ nè. Cả nhà thấy không, chùa bên Nam Tông. À, mình trả nhà cho người ta đi. Ha. Chứ mình kiếm cái ngôi nhà của người ta lâu quá rồi. Có phải là Hương Linh đợt trước ta đến đây đã từng gặp Hương Linh ở trên cái mái nhà không? Có phải không? Phải thì bây giờ chúng tôi sẽ mời Hương Linh ra khỏi cái ngôi nhà này. Có hiểu không? Ôi cha, cái me này chín quá trời các bạn. Để mình qua mình hán thử. Nhìn thấy nó là thèm chảy nước miếng liền mới ghê chứ. Chắc chín rồi. Rồi, ở trên cao không? Hỉnh luôn. Ôi! Trả nhà cho anh ta đi. Để coi gì vậy? Hả? Lấy cây độc quỷ này mà được các bạn. Lợi chiếm nhà hai anh em người Khmer. Bao giờ khiến hai anh em người Khmer này tối ngày đi bỏ nhà không? Cái gì? Bây giờ chùa tu, chùa bên kia kìa. Qua nhà người ta làm gì? Đi liền. Đi. Đi về chùa. Là chín nhà của người ta. Trời ơi, nó mở nước của người ta. Chảy không còn miếng nước hay sao đây? Làm thùng nước của người ta lủng chảy nước tùm lum nè. Con bông này mày lại đây mày phá nhà của người ta dữ vậy. Hả? Quỷ này quá hung tợn. Cái vong mà đàng hoàng á thì mình nên cúng cho nó ăn, còn cái vong này á mình nói nó không có nghe các bạn. Kìa kìa, các bạn thấy không, nó tính làm gì mình á. Trả nhà cho người ta nha. Tới đây á, người ta cúng nền rồi, người ta vô nhà ở rồi, mình á không có ở trong cái ngôi nhà này được đâu. Đó, cầm cây cầm cối gì hả? Hả? Nói nghe nè, nếu chịu đi về chùa
nghe kinh Phật, chúng tôi cúng kiến cho ăn. Chùa bên đây nè, có nghe không? Bởi vậy ông bà già xưa nói không lầm, một khu nghĩa địa lâu năm mà bên đây có một ngôi chùa, bên kia có một ngôi chùa, cũng như là sát vách nghĩa địa luôn các bạn. Nhưng mà tại sao quỷ ma nó xuất hiện ở ngoài đường đi, nó khiến cho người ta, nó nhét người ta hoài luôn đó. Nó không chịu đi về chùa tu tập, nó cứng đầu. Nó ông này đó, mày bị gì chết mà mày cứng đầu quá vậy mày? Ui ra nè, vong của mình là nam hay là nữ? Hả? Nam hay nữ? Mà lì lộn quá vậy? Nói trong này nè các bạn, thấy ai đâu trời, trời trời, quỷ này đang đội khăn tang các bạn ơi, trời trời, nhà của người ta, vô nhà người ta đội khăn tang nữa trời. Tiếu thiệt. Quỷ đội khăn tang đâu rồi? Trời 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 trời, dạy trắng đâu không biết nó làm gì ghê vậy. Quỷ đội khăn tang mà làm gì vậy? Hả? Làm gì trời? Ôi ôi, quỷ vô nhà đưa võng nữa mới ghê chứ. Nó lấy giải hay gì cái gì không biết. Đó, cả nhà thấy không? Nó nghe nè. Vậy? À, đóng vô không được. Mở ra được. Theo anh nè, ghé nè, nhà của người ta lấy khăn tang vô làm gì lum la vậy hả? Ra ngoài nè, ra ngoài liền. Rồi lấy cây quánh cái cho nó ra các bạn.
trả nhà cho người ta. Dạ. Rồi. Em xíu trúng cửa rồi. Hương Linh đi ra nè. Cái này có đinh nè, quánh một cái vừa quánh vừa yếm luôn á. Tin không? Đi ra liền. Đi ra liền. Chúng tôi không có cho Hương Linh ở đây. Có áo chàng rồi, đâu sợ. Áo chàng gì? Áo chàng khăn tan hả? Cái này không biết sợ. Đây nè. Ra liền. Chết chưa. Rồi. Làm gì xem tao luôn rồi, đâu trúng được. Tao có chọn màn hình nữa thấy hả? Cái tròn gì? Cái khăn tan chứ áo tròn gì? À. Như vậy là cái vong này á nó mất rồi. Rồi nó ám thêm gia đình của nó, mất thêm chắc có thể là một hai người nữa. Rồi bây giờ nó mới kêu bằng là trùng tang. Rồi bây giờ nó mới phải lấy cái giải tang á. Nó đi đâu là nó phải nhặt tới đó. Nó đúng không? Có phải là gia đình của Hương Linh đã trùng tang không? Lúc Hương Linh đã mất rồi. Rồi bắt đầu đem đi chôn rồi ở nhà là gia đình có người mất nữa đúng không? Là mình mới có cái khăn tang như thế này. Nó đúng không? Thầy áo tròn sao? Khăn tang chứ áo tròn cái gì? Thôi bây giờ á, nhà mình ở đâu thì tôi không cần biết. Bây giờ bên đó có ngôi chùa kìa. Chúng tôi mời Hương Linh ra khỏi ngôi nhà bảo an này. Đó. Nhà mấy đâu? Nhà tôi ở đâu không thành vấn đề. Đó. Mời ra khỏi nhà bảo an này, muốn đi đâu đi, không ấy thì qua chùa. Không ấy thì đi ra nghĩa địa, không ấy thì mình đi về ngôi mộ của mình ngự, hiểu không? Nhà tao đây rồi, mời đâu ra khỏi nhà vậy? Ừ. Mời, nhà này là nhà của tôi. Có. Mày thấy tao ở trong đây không? Mày ở ngoài sang mày lấy bằng chứng đâu? Ờ. Tao ở trong nhà là nhà của tao. Nhà chiếm trái phép, có hiểu không? Mình đi ra liền. Đó. Không ra là lấy cây quánh quánh cho mày chết. Lấy mày. Lấy mày. Đâu rồi? Đi hả? Đây hả? Đây hả? Đâu ơi? Nghe nè. Nhãn xíu chết rồi, tao cho mày múa giỏ hả? Bởi bởi biết lắm à. Mình biết nó bên đây nè cả nhà. Chết. Hôm nay đại chiến với quỷ này khô máu luôn mới được. Rồi. Đâu nữa cả nhà. Kìa cả nhà. Mày đu hả? Mày đu. Mày trả nhà cho anh ta chưa?
Tiếng nó mình đu hả? Chết quê quá nhà ơi. Đu. Ôi ôi, con quỷ này nó ghê gớm thiệt chứ. Mày đi về chùa mày ở đi, mày trả nhà cho người ta. Chứ mày vô nhà người ta mày ám hoài vậy. Hả? À. Có nghe không? Về chùa nè. Con quỷ này nó quá cứng đầu các bạn ơi. Lâu rồi mình không có xuống, mình tính cái kiểu như là hôm nay là mình xuống nó sẽ đi rồi, nó rời rồi. Nhưng mà hôm nay xuống vẫn còn luôn. Chắc có thể là con quỷ bữa hổm đó nha. Nó ơi, kiếm cây nãy các bạn. Mày nữa bưởi. Mày no mày. Cây chắc ba. Chắc. Nó đang lắc lắc. Cái kêu bằng gì ta? Khăn phan. Ơi. Trả nhà cho anh ta nè, con quỷ đồ tan. Con cho mày chết. Lì với mày. Lì hả? Lì hả? Giờ cầm máy quay vừa quánh luôn các bạn. Quánh con quỷ này nó chết nó kinh hoàng. Trời trời. Cầm cây thế. Trời trời. Kiếm được cây mục mà. Chết, chết rồi, đổ máu các bạn ơi. Lấy khăn tang ra kìa. Mày ra đây. Không tan không mày, không tan không mày. Không có không mày, không có không mày. Không tan hả? Rồi đây. Nó tính chùm cái khăn tan vô đầu mình các bạn. Mày tính chùm tao. Cho mày chết.
không mày. Chùm mỏ, chùm mỏ. Lên, lên. Chùm, chùm phóng cái lò gục nè, chùm hả. Này, chùm hả. Cầm mắt này. Trời ơi. Đặt miếng chai bể luôn các bạn ơi. Ui, chùm khăn tan này tính lấy mạng tao không mày. Ngon ở đây. Ngon ở đây nè. Ngó mày ra đây nè. Mấy cái bông hiện hiện á, tao cho ăn, còn bông này không cho. Đồ cúng của tao đầy luôn kìa. Ăn không? Mày ăn không? Ô ô ô ô ô, trả cho người ta. Đồ cúng của người ta làm gì lấy dòm dòm vậy? Hả? Trả cho người ta. Cúng cho mày ăn nhiều lần mà không chịu đi trả nhà người ta, ai mà cúng cho mày hoài. Hiểu không? Mày hiểu không? Trả nhà ta đi. Ôi 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 ôi. Trả liền. Rồi. Đó. Mày đi ra khỏi nhà người ta. Hiểu không? Rồi nó dắt cái cây nó gần mình. Mày no mày. Mày. Mày hiểu bị. Rồi cái khúc cây này chà bá luôn. Lại đây. Ủa nhiều quá không ha. Thầy ơi, sao được cái mảnh đây vậy trời? Cái mảnh của anh em họ ở đây cả nhà. Cứ gì? Một mảnh chú gối không biết cất mà dục tùm lum la vậy không biết. Rồi, chắc có lẽ con quỷ này nó dục cái mảnh của anh ta ra nè. Nó vô nhà của người ta, nó chiếm nhà của người ta mà nó còn giục nữa cả nhà. Bây giờ mình đi tìm hai anh em người dân tộc để trao quà cho họ. Rồi mình sẽ dặn họ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho nó gọn gàng. Có đâu mà mùng mành chứ gối giục tùm lum la hết. Mình tạm dừng cái video ngắn này tại đây nha cả nhà. Nhà này có con quỷ quá là gây gần. Mai mốt mình sẽ tìm cách đến đây tiêu diệt nó luôn cả nhà. Ok cả nhà. Nãy giờ mình đi xuống dưới ruộng á, mình ghi clip và mình ghi vừa xong thì mình đi tìm hai anh em người dân tộc rất là khó khăn với anh chị. Nãy giờ mình có hỏi thăm người cô ở đây. Dạ em chào chị. Chị cho em gửi những phần quà này hồi anh em người dân tộc đó, họ có đến rồi trao giùm em nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi ở đây có ai mướn hai anh em đi để đi làm không chị? Tham tham á, thấy nói chuyện hết tên không có ai ta dám nhận. Sao vậy?
ta nó làm không được mà nó làm được á, mà tại người ta thấy nó hai anh em nó vậy người ta không dám nữa. Ờ thấy anh em cũng như nó ai muốn nó làm được á mà tại người ta thấy nó vậy. À, người ta không muốn hả? Ờ người ta thấy nó vậy nó không dám nữa. Với hai anh em ốm yếu quá mà. Ờ có bữa nặng bữa đó khi lại không có gì ăn á, đủ hai anh em cũng có quấn lộn này nè. Quấn lộn luôn hả? Cũng có, nó lâu cũng có gì đó. Làm sao vậy? Không có ăn quánh lộn hả? À, không có ăn thì quánh lộn, ngày nào thì có anh em có ăn á, thì không có quánh lộn, thì chỗ nào mình đói quá không có ai đây không có người ta có ăn á, thì kiếm gì không được ăn thì quánh lộn gì đó. Trời. Có khi ngủ cũng những đói luôn. Trời. Có khi tôi cho ăn hoài, ăn rồi cứ dắt nó vô nó quậy, nên mình cũng không đuổi nó được á. Quậy là làm sao? Không phải quậy, ờ, cũng như là nó loại á là mình đuổi nó đi, nào cho thì được cho 50, 20 thì đó nó đi ăn hết. Nó lại sinh hoài luôn, đúng rồi. Trọng tâm nó nói mày cho nó quậy nó, ông đem mặn mày cho nó quậy nhất nó lợi. Quen đúng không? Ừ, nó quen á, ở nhà có mình nữa. Tại sao hai anh em họ không chịu đi làm ta? Em muốn là đợt này gặp hai anh em họ để phiên hai anh em họ để cố gắng đi làm chứ trông chờ những cái món quà đặt cái vụ gạo hay là bà con người ta cho từng đồng từng cắt thì họ đừng mở không có cho thì mình nhánh đói. Dạ, người ta không cho rồi mình nhánh đói làm sao? Mình phải vươn lên chứ tuổi còn rất là trẻ mà. Mấy ba mấy tuổi rồi. Cái bây đang làm đi, rồi nhà nước ta thấy vậy ta cho được cái trò gì ở cái đợt khổ lắm á, mày cứ đi vậy thôi, có biết nhà cửa đâu mà ở. Đó, ở dưới đó em cất à. Em kêu gọi cô chú cất được cái nhà cho y đó, hai anh em ở đó. Rồi có rồi hả? Có rồi. Cái nhà đâu? Nhà tôn chỗ cô gì mà nhà quen mà giữa đồng đó, kế nhà. Kế đó hả? Kế đó. Nhắc sáng nhắc khuya đi á là thấy hai anh em ngồi cho đó đó nhậu quá, còn hôm qua thì dắt đi á chứ số dắt chiều thì thấy nó cầm cái cây rượu sạch đi ớt. Hồi nãy em xuống thì em thấy ở trên giường á, chắc có thể là bà chủ nhà cô đó, cổ đem ít gạo đến rồi sao không thấy hai anh em nấu luôn rồi bầu bí để đó. Rồi quần áo hình như là họ đem đi dục bỏ hay sao, không thấy bộ đồ nào hết. Thằng nó thấy cổ áo hồi này nó nằm chắc nó ngực, nó thấy từ trên hôm qua thì nó thấy rất sáng, rất thấy nó cổ áo á. Dạ, rồi mùng mền không thấy luôn là sao? Không lẽ giờ ba cái đó cũ rồi đốt bỏ hết hay gì rồi? Không, nãy giờ chúng có đi đường bển đâu. Dạ. Tại đã bán số gì rồi chứ ngày tới đây qua đi lại. Cũng như là hai anh em ở đây rồi lên đây chơi rồi tối về đó ngủ ha. Về đó ngủ. Còn có khi nó không đi thì nó ngủ tại đây luôn á. Dạ. Còn có khi nó ngồi ngoài lậu á, cho nó thương rồi ta cho đi chút bệnh. Vậy hả? Sống mỗi ngày nữa. Dạ. Trời ơi. Thì em cảm ơn chị cất những phần quà này cho em trai ha. Dạ, cất giùm đi. Khỏe dạ, em cảm ơn nhiều. Đây thì cho nó được như đây thì cũng cầu chúc cho chú được hạnh phúc. Dạ, dạ, em cảm ơn nhiều. Cho nó được như đây nó cũng sống được như vậy như vậy đó. Trời, nửa tháng, một tháng gì đó, trời cũng được. Rồi, bỏ được nó, ai mướn mà đi làm đây, coi mình cũng cho ý kiến vậy đó. Cho ở đây là cái vụ có ai mà mướn hay anh em đi làm cỏ làm gì đó, chị giới thiệu giùm đi chị. Ai mướn nè, cái vụ người ta mạnh khỏe người ta làm ngày 200 ngàn, còn hai em trai làm ngày 100 ngàn cũng được. Đợt trước thấy nó lên đây miệt trên á, nó cũng có làm đi thấy cả hay gì được thời gian gì cũng không thấy tiền bạc chỉ thấy từ mừng được về ngày đi với người ta khi hai được thì người ta cũng đi chung người ta đó lấy nó tưởng ta nó nhiêu được nhiêu nhỏ nhiêu rồi đó. Dạ. Thì hai về tới người ta vô chung người ta thì người ta làm cho được chút bẩn gì xài gì chứ đâu có biết cái đâu. Dạ. Cho nhiêu nhỏ nhiêu rồi tiền bạc không cần nữa. Đây cũng giữ cái trường gì cũng không có tiền. Ừ. Chắc làm tính không được quá, em thấy khờ quá chị. Là cái vụ hồi đó nó còn thanh niên á, nó đồng đẹp trai lắm. Rồi đi làm ta hiến cho con vợ luôn á, vợ đẹp lắm mà giàu á, nó nói nó bây giờ nó không có lấy vợ. Còn thằng nó bỏ ruộng được cái bỏ vợ được cái ruộng nó bỏ hồi đó đi làm á, người ta cho nó phải cưới gì hết trơn á, ta cho con vợ luôn mà nó không chịu, nó chạy về quê bắt đầu nó anh em nó nập nồi vô ba ruộng này nó rất bắt đầu nó thanh tập luôn á. Mà em nghe luôn em nghe nói là ngày xưa cha nó bài phải không? Ủa cha nó cũng hồi đó cha nó cũng lại đây nè, nội đó uống rồi hết cái này cái kia thấy mình cứ cho hoài với cái dòng họ bên đó là dòng họ giàu không mà. Dạ. Tại nó thấy người ta không có giúp. Giúp nó được rồi, nó không có đem mặn đi gì hết trơn, nó cứ lợi lợi ngày nào cũng như ngày nay rồi người ta có chút có đồ đó hả, nhà đây nè cái nghèo lắm, đem mặn muốn
con đuổi nó lại á, nó ăn ổ chắc nó bề bộn quá. Dạ. Đuổi nó chạy luôn á. Đuổi không đi luôn. Đuổi không đi luôn một cái. À, cái con ao lại đuổi hai con lợn nó nói chuyện đây thì đây nó cũng thấy tội nghiệp, nó cũng cho gạo lại. Dạ. Rồi cái kia nó nhận tối quá không có ngủ á, thì có bệnh gì thì nó đi đuổi lấy tiền không đủ. Rồi rồi. Lấy sao? Nó làm gì đâu, có khi nó đi ngoài thì có tiền nó mua gạo mua gì ăn. Lúc trước em cho thùng nó tùm lum la, đợt này sao không thấy trơn trời. Hả? Mấy cái thùng mà đựng gạo đợt này không thấy luôn. Biết tôi đâu có đi xuống vậy hả? Chị chắc ở đây nó lại đây thì thấy đây, còn như nó ở bển thì quần áo cũng không thấy nữa. Có thấy nói người ta cho áo đồ thấy mặt đẹp đẹp lắm. Cái vài bữa thấy cởi áo nữa. Rồi giờ không còn cái quần áo nào ở nhà chứ. Không lẽ có hai anh em có người cái quần xà lón? Nó cho hết hay gì rồi? Dạ. Nó ở đây nặng đất á, thay cởi áo mà. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha.